Hello mọi người đã quay trở lại tập Pilates với mình. Bài tập hôm nay thích hợp cho những bạn mới bắt đầu bộ môn này. Phoebe có kèm phần warm up và cool down luôn. Trong phần warm up thì mình sẽ nói sơ về các nguyên tắc cơ bản của Pilates. Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn, mình để playlist những điều cần biết trước khi bắt đầu bộ môn này ở trên góc nha. Các bạn nên coi trước khi tập, rồi trải thảm ra và tập với mình. Các bạn sẽ nằm xuống thảm với bàn tay đặt lên khu vực bụng và sườn và chúng ta sẽ bắt đầu với bài hít thở. Hít vào bằng mũi cho khí tràn vào căng phồng bụng lên và thở ra qua mép môi đóng sườn lại bụng xẹp xuống. Rồi chúng ta sẽ hít thở thêm một vài cái nữa. Bài khởi động thứ hai, các bạn sẽ nằm sang một bên với hai cánh tay đóng trước ngực, hít vào giơ cánh tay lên trần và thở ra mở rộng thân trên và ngực đưa tay ra phía sau. Ở đây các bạn hít vào giữ, cảm giác sườn ở hai bên mở ra, rồi thở ra vẫn ở đây, hít vào lần cuối và thở ra các bạn đưa người về tư thế chuẩn bị ban đầu. Rồi một vài cái nữa rồi chúng ta sẽ đổi bên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặp lại bên kia. Các bạn hít vào giơ cánh tay lên trần và thở ra mở rộng thân trên và ngược đưa tay ra phía sau. Ở đằng sau các bạn hít vào giữ, rồi thở ra. Hít vào giữ lần cuối và thở ra đưa người về tư thế chuẩn bị trở lại. Bài tập tiếp theo, các bạn sẽ đặt bàn tay hình tam giác để lên trên bụng dưới, hai ngón tay cái ở rốn, tám ngón tay còn lại ở khung chậu, hít vào khung chậu trung tính và thở ra đổ chậu về sau. Các bạn xem clip ở trên này để biết hai cách đặt khung chậu này là gì nha. Hít vào về lại trung tính và thở ra nhẹ nhàng đổ chậu về sau trở lại. Chúng ta sẽ giữ khung chậu đổ sau cho bài tập tiếp theo. Thở ra nâng một chân lên, hít vào chạm chân đó về, thở ra đổi qua bên kia. Các bạn thực sự phải cố gắng giữ cho khung chậu ổn định và không bị lắc lư nha. Bài tiếp theo, các bạn sẽ hít vào giơ hai cánh tay lên trần và thở ra đưa hai cánh tay qua khỏi đầu tới mức mà khung sườn vẫn giữ được ổn định mà sườn của các bạn không bị chĩa lên trần thôi nha. Hít vào đưa hai cánh tay lên trần trở lại và thở ra lại hạ xuống thảm. Các bạn làm một vài lần nữa cho Phoebe nha, cố gắng giữ cho sườn thật là ổn định và không bị chĩa. Các
Các bạn sẽ đưa hai cánh tay lên trần, hít vào dạng hai xương vai ra xa nhau, đưa bả vai về trước mặt, thở ra đi qua khỏi trung tính luôn, nhíu hai bả vai lại với nhau ở đằng sau và đặt bả vai xuống thảm. Các bạn lặp lại một vài lần nữa như vậy để chúng ta làm nóng khớp vai lên nha. Các bạn duỗi thẳng hai tay sát bên người và bàn tay xoay vào trong, hít vào nâng vai về phía sát tai, thở ra đi qua khỏi trung tính và hạ vai xuống hết mức có thể. Hít vào các bạn lại nâng vai lên lại và thở ra lại hạ xuống lại. Các bạn làm cho Phoebe như vậy một vài lần nữa nha. Các bạn lại nằm xuống thoải mái, bàn tay đặt lên thảm, hít vào gật đầu nhẹ và nâng cánh tay khỏi thảm, thở ra dùng bụng nhấc vai ngực nhìn về phía đùi, hít vào giữ ở trên cao và thở ra hạ từ bụng xuống đầu. 4 nhịp thở tổng cộng cho bài này nha. Các bạn chú ý không nhìn lên trần hoặc nhấn cằm quá thấp vào ngực gây áp lực lên các đốm sống cổ nha. Bài tiếp theo các bạn sẽ nằm sấp lại, hít vào ổn định xương vai, thở ra đưa đỉnh đầu ra xa xương cụt và nâng ngực lên nhưng vẫn giữ xương sườn dưới ở trên thảm nha. Hít vào giữ ở trên cao, vai ngực mở, cổ dài và thở ra lại hạ xuống thảm. Các bạn sẽ dùng 4 nhịp thở cho bài tập này. Bài cuối cùng của phần khởi động, các bạn chống người lên tư thế cái bàn, thở ra cong người từ đuôi tới đỉnh đầu và hít vào giãn cột sống từ đuôi tới đỉnh đầu ra trở lại để bóc tách các đốt sống và chồng chất các đốt sống về lại với nhau. Một lần nữa thở ra cong người từ đuôi tới đỉnh đầu và hít vào giãn cột sống ra từ đuôi tới đỉnh đầu ra trở lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Bài tập đầu tiên của chúng ta, các bạn sẽ ngồi lên thảm với gối cong, bàn chân đặt trên thảm, người trên cong thành hình chữ C với cánh tay vươn dài qua khỏi gối song song với mặt thảm. Chú ý kích hoạt cơ bụng để không để bụng bị sụp xuống đùi. Thở ra giữ xương sống hình chữ C, đổ người ra phía sau, hít vào nâng người về lại tư thế bắt đầu trở lại. Mọi chuyển động cần thật sự chậm và kiểm soát nha. Các bạn sẽ ngồi xếp bằng trên thảm với khung chậu trung tính, hai cánh tay dang rộng sang hai bên, hít vào chuẩn bị và thở ra xoắn trục người sang một bên, rồi hai nhịp thở tiếp theo xoắn người thêm một xíu nữa, sau đó hít vào di chuyển trục người về tư thế bắt đầu và lặp lại ở bên kia. Các bạn chú ý giữ cho sống lưng trung tính, trục người di chuyển cùng với nhau chứ không phải chỉ quơ vào cánh tay qua một bên nha. Thank you.
Chúng ta sẽ nằm xuống thảm cho bài tập tiếp theo, hít vào chuẩn bị ở tư thế cong gối và thở ra duỗi một chân ra xa, đồng thời kéo gối của bên còn lại về phía ngực. Hít vào hai gối sẽ gặp nhau ở giữa và thở ra chúng ta sẽ lặp lại ở bên kia. Đầu của các bạn sẽ đặt trên thảm thoải mái. Biến thể khó hơn của bài tập này thì các bạn có thể thử nhấc vai và ngực nhìn về giữa hai gối. Bài tập tiếp theo, các bạn nằm trên thảm và đặt hai tay ôm trước gối, gối đóng lại đặt trên thảm, đầu ngực nhấc lên khỏi thảm, mắt nhìn vào giữa hai gối vào tư thế chuẩn bị. Thở ra duỗi thẳng hai cánh tay qua đầu bên cạnh tai, hít vào xoay vòng hai cánh tay và hai bên cơ thể ôm phía trước gối trở lại. Hít vào các bạn duỗi tay duỗi chân ra trở lại và thở ra lại xoay một vòng cánh tay ôm gối. Nếu các bạn muốn biến thể khó hơn của bài tập này thì các bạn có thể nhấc bàn chân lên khỏi thảm nha. Các bạn đặt hai chân rộng bằng hông, hít vào chuẩn bị và thở ra nâng người lên cây cầu, siết mông và đùi sâu ở phía trên, hít vào lại hạ người xuống trở lại. Các bạn chú ý chia đều lực của cơ thể giữa hai bên hông nha, chú ý không nhấc hông quá cao gây mất ổn định khung chậu và bị đổ áp lực vào lưng. Bài tập tiếp theo, các bạn sẽ đưa khung chậu về tư thế imprint, thở ra nâng một chân lên, hít vào hạ chân đó xuống, thở ra nâng chân phía bên kia lên, hít vào lại hạ chân đó xuống. Nhìn rất là đơn giản nhưng các bạn chú ý phải giữ cho khung chậu ổn định, không bị võng lưng lúc nâng chân lên nha. Bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ giữ bàn chân và gối chụm lại với nhau, thở ra ổn định bụng, siết mông nâng lên, hít vào hạ xuống. Các bạn cố gắng hai bàn chân và gối không được rời nhau ra trong xuyên suốt bài tập nha.
Tư thế chuẩn bị của bài này sẽ ở lên vị trí cây cầu. Lần này các bạn nhón gót lên và chúng ta sẽ giữ hông cao trong xuyên suốt bài tập và chỉ mở gối ra và đóng gối về thôi nha. Chú ý trụ lực đều trên các đầu ngón chân. Đang chéo hai bàn chân lại với nhau ở trên cao, các bạn thở ra nâng hông nhấc lên khỏi thảm khoảng bằng một bàn tay thôi, hít vào chậm rãi hạ xuống và cố gắng không để cho hông rớt cái đùng xuống thảm. Các bạn đừng đổ áp lực vào cổ và vai nha, chậm rãi nâng lên và chậm rãi chạm về thảm. Với Pilates thì cứ càng chậm là càng tốt nha. Chúng ta sẽ nằm sấp lại cho chuỗi bài tập tiếp theo, hai gối cong mở rộng với hai gót chân chạm vào nhau, đầu đặt thoải mái lên bàn tay, thở ra ổn định nguyên khu vực chậu, kích hoạt cơ mông đùi sau, siết hai gót chân lại với nhau, hít vào thả lỏng ra và thở ra lặp lại. Nhìn sơ sơ qua các bạn sẽ cảm giác là Phoebe không có di chuyển gì hết, nhưng nếu các bạn zoom lại gần hơn thì thấy cơ mông đùi được siết lại mỗi lần nhịp thở ra và chú ý xương mu nhấn xuống thảm để bảo vệ cho lưng dưới nha. Các bạn sẽ duỗi thẳng hai chân đặt rộng bằng hông lên thảm. Trong hai nhịp thở, các bạn sẽ cong gối đưa chân về phía mông, hít vào duỗi chân về tư thế chuẩn bị trở lại và lặp lại ở chân bên kia. Cái khó của bài tập này là ổn định nguyên khu vực chậu, không để cho khớp hông bị gập lại theo mỗi cái cong gối. Hông và người trên không để bị lắc lư quá nhiều. Một lần nữa là xương mu phải nhấn xuống thảm để bảo vệ cho lưng dưới nha. Cong hai tay đặt ngay cạnh vai, hai chân vẫn duỗi thẳng rộng bằng hông. Nếu lưng dưới của các bạn không khỏe thì có thể mở rộng hai chân và xoay chân ra ngoài nha. Thở ra duỗi thẳng cánh tay qua đầu, hít vào quạt hai bàn tay về phía đùi đồng thời nhấc vai và ngực lên khỏi thảm, giống như các bạn quạt nước trong lúc bơi vậy đó. Thở ra hạ vai và ngược xuống, đưa cánh tay qua đầu trở lại và lặp lại như vậy. Lúc đưa cánh tay về qua khỏi đầu, các bạn có thể chỉ cần duỗi thẳng hai tay mà không cần phải mở rộng cánh tay quạt về đầu giống như mình nha.
Tư thế chuẩn bị giống như bài vừa rồi, với hai chân rộng bằng hông, thở ra nâng thẳng một chân nhấc lên khỏi thảm mà không thay đổi vị trí khung chậu hoặc khung sườn. Chúng ta sẽ tập một chân trước rồi lặp lại bên kia sau nha. Các bạn chú ý, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng cơ thể phải làm việc rất nhiều để giữ cho mọi thứ ổn định, nhấc cả cẳng chân lên chứ không phải chỉ nhấc bàn chân hoặc cong gối lên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lặp lại ở chân bên kia. Bài cuối cùng trong tư thế nằm sấp này, chúng ta sẽ giữ tư thế chuẩn bị tương tự. Lần này mở chân rộng bằng vai và xoay nhẹ cẳng chân ra ngoài mép thảm để bảo vệ lưng dưới. Hít vào chuẩn bị, thở ra ổn định xương vai, di chuyển đỉnh đầu ra xa xương cụt tới khi nào bụng vẫn giữ được ổn định. Các bạn không cần duỗi thẳng cánh tay nó bắt đầu thấy đau lưng dưới nha. Hít vào giữ ở trên cao, duy trì tư thế duỗi rồi thở ra nhẹ nhàng chậm rãi đặt người xuống thảm trở lại. Chúng ta sẽ dùng 4 nhịp thở tổng cộng cho bài này. Chúng ta sẽ về tư thế tứ chi cho chuỗi bài tập tiếp theo. Các bạn sẽ chống 10 ngón chân lên khỏi thảm, thở ra dùng cơ bụng nhấc gối lên khỏi thảm, giữ vững cho lưng dưới không bị võng. Hít vào hạ gối xuống và thở ra lại nhấc gối lên trở lại. Bài tiếp theo chân rộng bằng hông và tay rộng bằng vai, hít vào hạ khuỷu tay xuống thảm, thở ra chậm rãi đưa thẳng về lại nhưng không để cùi chỏ bị khóa cứng. Hít vào chúng ta lại hạ xuống thảm trở lại, bụng các bạn giữ thật ổn định không để bị võng nha.
Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ chống đẩy với tay dang rộng sang hai bên, hai bàn chân đang chéo lại với nhau nhấc lên khỏi thảm với đầu gối chống trên thảm. Hít vào hạ khuỷu tay xuống, thở ra chậm rãi đưa thẳng về lại nhưng không để cùi chỏ bị khóa cứng. Các bạn chú ý ổn định cơ bụng, tránh để bị võng lưng trong xuyên suốt bài tập này nha. Chúng ta sẽ đưa người về tư thế tứ chi, gối đặt ngay dưới hông, hai bàn tay đặt ngay dưới vai, hít vào duỗi một tay và chân đối diện ra hai hướng, thở ra nâng tay bên này và chân bên kia sao cho đầu ngón tay, toàn thân và mũi chân tạo thành một đường thẳng song song với thảm. Hít vào đưa bàn tay và đầu ngón chân chạm thảm, thở ra đưa người về tư thế bắt đầu. Chúng ta sẽ dùng 4 nhịp thở tổng cộng cho động tác này. Các bạn chú ý hít thở đều, giữ khung chậu trung tính và bụng ổn định trong xuyên suốt bài tập này để bảo vệ cho lưng dưới không bị sụp xuống thảm và giữ thăng bằng nha. Chúng ta sẽ nằm nghiêng sang một bên cho chuỗi bài tập cuối cùng. Chân dưới cong nhẹ đặt thoải mái trên thảm để thăng bằng cho dễ. Hít vào 3 nhịp gập hông đưa chân ra phía trước. Hít 1, hít 2, hít vào 3. Rồi thở ra ổn định khung chậu, duỗi mu bàn chân đưa về tư thế chuẩn bị trở lại. Bụng dưới nâng lên không để bị sụp xuống thảm nha. Bài tập tiếp theo các bạn vẫn giữ cho chân dưới cong nhẹ. Chúng ta sẽ nâng chân phía trên lên và xuống không thay đổi khu vực khung chậu. Các bạn để ý là sườn dưới của Phoebe giữ cho không bị sụp xuống thảm trong xuyên suốt bài tập này nha. Chân trên duỗi thẳng, mu bàn chân duỗi ra và chúng ta xoay vòng chân trên mà không thay đổi vị trí của khung chậu, đồng thời vẫn ổn định cơ bụng. Sau 45 giây chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược lại.
Rồi và bây giờ chúng ta sẽ xoay chân theo chiều ngược lại. Chân trên cong lại, đặt thoải mái ra phía trước thảm. Cơ liên sườn vẫn phải giữ ổn định và nâng lên, không để bị sụp xuống thảm nha. Chân dưới duỗi thẳng, hít vào chuẩn bị. Thở ra chúng ta sẽ nâng chân phía dưới lên, khung chậu và bụng vẫn giữ ổn định. Các bạn chú ý nâng cả cẳng chân lên chứ không phải chỉ cái ngón chân lên trần nhà đâu nha. Bài tập cuối cùng trước khi chúng ta đổi bên đó là xoay tròn cẳng chân phía bên dưới. Sau 45 giây các bạn sẽ xoay theo chiều ngược lại và không nghỉ 15 giây ở giữa nha. Khác với bài xoay tròn chân trên, lần này vòng tròn của các bạn sẽ nhỏ hơn nhiều. Các bạn cần chú ý giữ đúng form, đừng vì mỏi quá mà khung chậu và bụng bị mất ổn định nha. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược lại. Chúng ta sẽ ngồi về một bên hông, gối mở rộng, cổ chân dưới móc phía sau cổ chân trên, bàn tay dưới đặt thẳng hàng với hông, duỗi thẳng nhưng không khóa cùi chỏ, bàn tay trên đặt trên gối, mở rộng bàn tay lên trần nhà, hít vào chuẩn bị và thở ra lấy lực từ tay và vai trước, nâng hông lên hướng trần nhà, rồi dùng thêm cơ bụng tạo cột sống hình vòng cung với cánh tay trên vòng qua khỏi đầu, hít vào nhẹ nhàng đặt hông xuống về tư thế chuẩn bị, các bạn cố gắng không sụp bụng cái đùng xuống thảm và các bạn lặp lại như vậy. Chúng ta sẽ lặp lại chuỗi động tác vừa rồi ở bên kia, bắt đầu với bài side kick. Hít vào 3 nhịp gập hông đưa chân ra phía trước, rồi thở ra đưa chân về tư thế chuẩn bị, ổn định khung chậu nha.
Bài tập tiếp theo, duỗi chân phía trên ra xa, thở ra nâng chân lên trên và hít vào hạ xuống. Xương dưới của Phoebe vẫn nâng cao, không bị sụp, các bạn chú ý nha. Chúng ta sẽ xoay tròn cẳng chân phía trên. Các bạn không cần vẽ một vòng tròn quá lớn, chỉ cần giữ ổn định khung chậu và tạo một vòng nhỏ là được. Chất lượng của bài tập quan trọng hơn nhiều so với số lượng nha. Rồi, và chúng ta sẽ xoay ngược lại. Chúng ta sẽ đặt chân bên trên ra trước thảm, thở ra nâng chân phía dưới lên và hít vào hạ chân đó xuống. Lần này chúng ta sẽ tập đùi trong thay vì tập đùi ngoài như những bài vừa rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xoay tròn chân bên dưới. Sau 45 giây chúng ta sẽ xoay theo chiều ngược lại mà không nghỉ 15 giây ở giữa nha. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ xoay theo chiều ngược lại.
Bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ ngồi vào một bên hông gối mở rộng, cổ chân dưới móc phía sau cổ chân trên, bàn tay dưới đặt thẳng hàng với hông, duỗi thẳng nhưng không khóa, bàn tay trên đặt lên gối trên, mở rộng bàn tay lên trần nhà, hít vào chuẩn bị và thở ra lấy lực từ tay và vai trước nâng hông lên hướng trần nhà, rồi dùng thêm cơ bụng tạo cột sống hình vòng cung với cánh tay vòng qua khỏi đầu, hít vào nhẹ nhàng đặt hông xuống về tư thế chuẩn bị, cố gắng không sụp bụng cái đùng xuống và lặp lại như vậy nha. Rồi xong rồi mọi người ơi, chúng ta sẽ nằm ngửa và giãn cơ ra nha. Bài đầu tiên xoay chân quanh khớp hông để giãn cơ hông ra. Các bạn chú ý vẫn hít thở đều. Bây giờ chúng ta sẽ ôm một gối về ngực và duỗi thẳng chân còn lại ra xa cơ thể. Các bạn duỗi thẳng chân đó lên trần và kéo bắp chân về ngực để giãn đùi sâu ra. Bây giờ các bạn đặt chân đó lên đùi bên kia và kéo đùi về ngực để giãn cơ đùi ngoài và mông. Rồi chúng ta sẽ lặp lại ở chân bên kia, bài đầu tiên các bạn ôm gối về ngực. Các bạn duỗi thẳng chân lên trần, kéo chân vào ngực và giãn đùi phía sau ra. Rồi đặt chân lên đùi bên kia và kéo đùi về ngực.
Sau đó các bạn mở gối ngồi về sau để giãn khớp hông ra. Các bạn sẽ ngồi lên thảm và nghiêng người qua một bên để giãn cơ liên sườn và sau 30 giây chúng ta sẽ đổi qua phía bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nè. Các bạn chống người lên tư thế cái bàn, thở ra cong người từ đuôi tới đỉnh đầu và hít vào giãn cột sống từ đuôi tới đỉnh đầu ra trở lại, đã bóc tách các đốt sống ra và chồng chất các đốt sống về lại với nhau. Sau đó các bạn đưa người về tư thế con sò để giãn lưng dưới ra, đừng sụp bụng xuống đùi nha. Sau đó các bạn ngồi về gót chân để giãn khớp hông và cơ vai sau ra. Chúng ta sẽ kết thúc bài tập hôm nay ở Child's Pose. Chúng ta đã hoàn thành bài tập hôm nay rồi. Phoebe hy vọng những bạn mới bắt đầu cảm thấy video này có ích. Cho Phoebe một nút theo dõi kênh nha và kết bạn với mình trên các nền tảng khác để mình có thể chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hoặc mình đi dạy ở studio thì như thế nào. Nếu các bạn muốn tập trực tiếp với mình thì inbox mình nha. Studio của mình là Reform Pilates Sài Gòn ở Thảo Điền. Rồi chúc các bạn luôn khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!